Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá tầm giá khoảng 7 triệu thì có sản phẩm nào chạy qua chip Snap 8/2 hay là không? Câu hỏi thứ hai là khoảng từ 7 đến 9 triệu cầm một sản phẩm sử dụng mượt mà lâu dài và camera nó phải ngon, thỉnh thoảng chơi game Liên Quân thôi. Câu hỏi thứ ba là tầm khoảng 8 triệu thì nên mua iPhone 11 Pro Max hay là mua gaming phone? Và mình nhé. Trước khi đi vào một sản phẩm cụ thể, các bạn nhớ để mua sản phẩm điện thoại này, phụ kiện này, rồi là sạc dự phòng các thứ ấy, thì nhớ sang bên Shopee, SunSale và đánh giá store các bạn nha. Và các bạn nhớ follow cả Facebook của mình để cập nhật thông tin về công nghệ mới nhất nha. Quên mất chưa thông báo với anh em là hiện tại mình sẽ chuyển sang bán phụ kiện ở bên TikTok có tên là SunSale và đánh giá với giá cực kỳ thơm. Hôm trước mình có bán một cái sạc dự phòng 20.000 ấy với mức giá là 2.000. Cho nên là bạn nào muốn săn sạc dự phòng phụ kiện với mức giá 1.000, 2.000 hay là 10.000 thì nhớ follow kênh TikTok của mình là Sun Sale và đánh giá. Tạm thời mình sẽ live vào lúc 22:30 hàng ngày trên TikTok. Và link TikTok shop của mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận ghim. Câu hỏi đầu tiên của bạn Yuran7818: Mong rep anh ơi, giờ bây giờ cầm sản phẩm điện thoại chơi game này tầm giá 7 triệu mà có chip Snap 8/2 có không? Hay mua luôn sản phẩm ROG Phone 8 tầm giá 19 triệu vậy ạ? Nếu 19 triệu không nó mua tiền dư có thể làm việc khác, em muốn mua đáng đồng tiền. Uầy, bạn làm một quả từ 7 triệu lên tận 19 triệu. Nó cứ bị sai đúng không? Ok, cái vế đầu tiên đi. Tầm giá khoảng 7 triệu thì có sản phẩm nào chạy chip Snap 8/2 hay là không? Theo sản phẩm máy mới thì không có sản phẩm nào cả. Tuy nhiên, nếu như bạn mua sản phẩm máy cũ thì có một sản phẩm mình có thể mua được nha. Với mức giá tầm khoảng hơn 7 triệu, đó chính là IQ Neo 9. Thì bạn có thể cân đối sản phẩm này. Nói chung là chip Snap 8/2 trên sản phẩm này cân game hiện tại nha, rất là ngon, ổn định nhất trong sản phẩm chạy chip Snap 8/2 rồi. Mình không biết là bạn mua sản phẩm như thế này thì thiên về chơi game hay là có tác vụ khác hay là không. Trong trường hợp bạn đang cần tìm một sản phẩm thiên về chơi game và bạn có đủ tài chính mà bạn có thể bỏ thêm tầm khoảng 12-13 triệu để mua ROG Phone 8 ấy, thì ok, quân Pro Phone 8. Còn trong trường hợp bạn đang phải cân đo đong đếm này ở từng triệu một để làm sao mua sản phẩm nó có giá trị P trên P tốt nhất ấy, thì bạn có thể cân đối IQ Neo 9 nha. Bạn mua sản phẩm máy mới hoặc máy cũ đều được nha. Tại vì với máy mới IQ Neo 9 mình bán ấy, nó chỉ quanh quẩn khoảng đâu đó là 8 triệu rưỡi đến 8 triệu 6 thôi. Cho nên là bạn cố trong cái range giá từ 7 triệu đến 19 triệu thì đây sản phẩm này mình thấy là ok nhất rồi. Đến với câu hỏi của bạn Quang Huy Trần 5962: Xin phép đây và mọi người ạ, trong tầm giá 7 đến 9 triệu, nhu cầu sử dụng mượt mà, chụp ảnh xem phim lướt web, có chơi vài ván game PUBG Liên Quân mỗi tối. Em thích sự mượt mà và chụp ảnh qua dòng pixel. Ngoài con pixel 7A và 7 thì có con nào toàn diện hơn không ạ? Em cảm ơn. Nếu mà bạn không nói về dòng pixel ấy, mà đặc biệt bạn cần chụp ảnh đẹp thì bạn có thể cân đối sản phẩm là Xiaomi 12S Pro cũ trong tầm giá khoảng từ 7 đến 9 triệu. Cái con này thì nó thực sự là thiên về khoản chụp ảnh nhiều hơn nha. Với Xiaomi 12S Pro nó có kết hợp với Leica nên là cái tấm ảnh ấy, nó sẽ hơi cổ nghệ. Tuy nhiên các bạn có thể chuyển sang cái chế độ là Vibrant thì cái màu sắc nó sẽ tươi hơn. Nhưng với cá nhân mình nha, với sản phẩm Xiaomi thì mình sẽ hay chụp cái chế độ là Authentic hơn. Bởi vì nhìn họ, anh em thấy không, cái màu của Leica nhìn rất là nghệ. Mình khoái cái màu kiểu như thế. Chơi game thì bạn chỉ chơi cái tựa game kiểu Liên Quân PUBG thôi ấy, thì con chip là Snap 8 Plus Gen 1 có thể cân vô tư nha. Còn về màn hình trên Xiaomi 12S Pro thì nó sử dụng cái công nghệ LTPO AMOLED rồi, hỗ trợ tần số quét là 120Hz và có màn cong nha. Cầm nắm ở trên con Xiaomi 12S Pro mình cầm thấy rất là đập tay. Nói chung là nếu mà thay thế cho dòng Pixel 7A hoặc là 7 thì bạn có thể cân đối sản phẩm cũ là Xiaomi 12S Pro. Cái điều lưu ý đây là gì? Bạn chỉ cân đối cho mình về sản phẩm máy cũ thì có thể pin nó sẽ không trâu như sản phẩm máy mới đâu. Chỉ thế thôi, nói chung là 12S Pro vẫn sản phẩm mình rất recommend cho bạn nào cầm sản phẩm gọi là nó khá là toàn diện trong tầm tiền như thế nhá. Máy cũ, ok chưa? Đến với câu hỏi của bạn Alexander William 6483: 8 triệu nên mua iPhone 11 Pro Max hay gaming phone để chơi Liên Quân dạy anh? Bạn lại không nói nhu cầu của bạn như thế nào. Nếu mà chỉ chơi Liên Quân không ấy thì iPhone 11 Pro Max hay là gaming phone trong tầm tiền như thế này nó vẫn cân vô tư. Nhưng mà mình vẫn phải tách ra này. Bạn thực sự cầm sản phẩm gọi là sử dụng hàng ngày thì bạn nên lựa chọn iPhone 11 Pro Max, vẫn có thể chơi Liên Quân ngon lành này mà bạn có thể chụp ảnh để sử dụng ngày vô tư đúng không? Thông báo các thứ rất là đều. Còn gaming phone trong tầm tiền như thế này thì được cái là nó rất là ổn về cái mặt trải nghiệm gaming, nhưng mà về các khoảnh khắc ví dụ như camera chẳng hạn thì rõ ràng với sản phẩm gaming phone nó sẽ không phải quá ngon. Cho nên bạn xem xét cái nhu cầu của bạn thực sự là như thế nào nhé để cân đối sản phẩm cho hợp lý. Vừa rồi là một vài câu hỏi mình có trả lời các bạn, rất cảm ơn các bạn đã xem ở đây. Và mức giá rẻ nhất một vài sản phẩm mà mình có nhận tới trong video ngày hôm nay mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận ghim. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.